Chào mừng các bạn đã quay trở lại Phương Thành Review. Năm 2018 đã đánh dấu rất nhiều siêu phẩm làng game được cho ra mắt, và Red Dead Redemption 2 là một trong số đó. Khi game ra mắt đã nhận lại những sự hoài nghi, nhưng đây là game của Rockstar. Họ đã biến những sự hoài nghi đó thành một siêu phẩm nhận 8 giải đề cử tại giải The Game Awards 2018, giành được 4 giải thưởng và được đánh giá là tựa game phải chơi trên Metacritic và bán được 70 triệu bản. Tuy nhiên, cấu hình để chơi một tựa game này khá cao. Vậy bạn có biết nên build một bộ PC như thế nào để hãy chiến tựa game này marketing với mức chi phí thấp nhất chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Đi thôi nào. Trước khi vào phần PC, chúng mình hãy đi sơ lược về cấu hình có thể chơi được tựa game này nhé. Cấu hình tối thiểu của tựa game này đòi hỏi bạn cần phải có bộ vi xử lý Intel Core i7-4770K hoặc AMD Ryzen 5 1500X cùng kèm đồ họa NVIDIA GTX 10606G hoặc AMD RX 484G trở lên. Đây cũng là cấu hình yêu cầu để bạn chơi mượt tựa game này. Từ những thông tin mà Rockstar đưa ra, mình sẽ build cho các bạn một bộ PC chỉ với 25 triệu đồng nhưng có thể giúp các bạn đáp ứng nhu cầu chiến tựa game này mượt mà và full setting. Cùng với chip Intel Core i5-12400 và kèm đồ họa RTX 20602G, cặp RAM 32GB và tải nhiệt nước custom với cấu hình trên giúp các bạn giải quyết các tác vụ nặng trong công việc lẫn chơi game. Red Dead Redemption 2 thật sự là một kiệt tác đối với cả đồ họa và lối chơi. Trong việc tái hiện thế giới hoang dã của Mỹ thế kỷ 19, đồ họa của tựa game này không chỉ đẹp mắt mà còn đầy chi tiết đến từng góc nhỏ, cảnh vật hoang sơ, rừng rậm và cả con người thể hiện một cách tinh tế, tạo ra một thế giới sống động, hấp dẫn và chân thật. Lối chơi của Red Dead Redemption 2 đa dạng và đầy thú vị, cho phép người chơi trải nghiệm cuộc sống của một cowboy ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều điểm mạnh, gameplay của Red Dead Redemption 2 cũng có một số điểm yếu. Một số người chơi có thể cảm thấy lối chơi chậm rãi và phức tạp, đôi khi quản lý lương thực, sức khỏe và tình trạng của nhân vật đòi hỏi người chơi phải dành nhiều thời gian và tập trung hơn. Tóm lại, Red Dead Redemption 2 là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao với đồ họa đẹp mắt và lối chơi đa dạng. Tuy có những khía cạnh có thể khiến người chơi cảm thấy khó khăn, nhưng tổng thể, đây là một trải nghiệm đáng giá mà bất kỳ người yêu thích game nào cũng nên khám phá. Vậy là chúng mình đã test xong cho các bạn bộ PC chỉ với giá 25 triệu đồng có thể chơi mượt Red Dead Redemption 2, đồng thời có thể chơi mượt tất cả các tựa game AAA hiện tại có mặt trên thị trường. Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.